cũng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe thông tin về kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 sắp tới. Các nội dung chính sẽ được thảo luận tại kỳ họp: tình hình kinh tế xã hội nổi bật của thành phố 5 tháng đầu năm, cũng như thông tin về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được nêu ra tại kỳ họp trước đó, ghi nhận những kết quả và nỗ lực của thành phố trong thời gian qua. Cử tri phường Hòa Thuận Tây cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố về việc thuế đất phi nông nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến công tác an sinh xã hội, đề nghị thành phố sớm có chủ trương thực hiện chỉnh trang một số tuyến đường, tập trung vào các dự án trọng điểm, giải quyết ùn tắc giao thông nội thị. Nhiều cử tri cũng trăn trở về công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua. Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bà con cử tri, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, sự đồng hành, những kiến nghị xác đáng của cử tri là động lực để thành phố hoàn thành nhiều mục tiêu trong 6 tháng đầu năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Riêng về vấn đề tăng thuế đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định, thành phố thực hiện đúng theo quy định của Trung ương. Việc tăng giá đất là theo lộ trình và theo quy định của Trung ương. Và đánh giá cái việc này là chúng ta đã tuân thủ các cái thông số có cơ quan, các đơn vị thẩm định giá độc lập, rồi các cơ quan nhà nước của chúng ta, rồi các đơn vị xin ý kiến tất cả, chúng ta ra một cái bản giá này. Và tôi cũng sẽ có chỉ đạo việc tập trung thu thuế và các khoản thu đầu năm, những năm vừa qua thì là thành phố hoàn toàn không có đặt nặng vấn đề đó. Cho nên trong bối cảnh này, tôi đề nghị các quận huyện chúng tôi sẽ có chỉ đạo cụ thể. Nhưng mà đối với quận Hải Châu, chúng ta giãn thu ra, không bắt buộc yêu cầu để tập trung, nhất là thu thuế phi nông nghiệp này, để tạo một gánh nặng cho nhân dân trong cái thời điểm là những tháng đầu năm khó khăn này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng trả lời thêm một số ý kiến của cử tri nêu ra tại buổi họp, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Hải Châu và phường Hòa Thuận Tây sớm phản hồi, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của cử tri.